Khái niệm thuộc tịnh hay bất tịnh, khái niệm thuộc không hay bất không, khái niệm thuộc hữu tướng hay vô tướng, khái niệm thuộc hữu nguyện hay vô nguyện, khái niệm thuộc tịch tịnh hay không tịch tịnh, khái niệm thuộc viễn ly hay không viễn ly, khái niệm thuộc hữu vi hay vô vi, khái niệm thuộc hữu lậu hay vô lậu, khái niệm thuộc sanh hay diệt, khái niệm thuộc thiện hay bất thiện, khái niệm thuộc có tội hay vô tội, khái niệm thuộc có phiền não hay không phiền não, khái niệm thuộc thế gian hay xuất thế gian, khái niệm thuộc tạp nhiễm hay thanh tịnh, khái niệm thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn đều chẳng phải là Bồ Tát. Thiện hiện thưa Bạch Thế Tôn, pháp của sắc vân vân hoàn toàn không sở hữu nên bất khả đắc, thì làm sao có khái niệm về sắc vân vân? Khái niệm này đã không có thì tại sao nói khái niệm về sắc vân vân là Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, pháp của sắc hoàn toàn vô sở hữu nên bất khả đắc, thì làm sao sắc vân vân là thường hay vô thường, lạc hay khổ, ngã hay vô ngã, tịnh hay bất tịnh, không hay bất không, hữu tướng hay vô tướng, hữu nguyện hay vô nguyện, tịch tịnh hay không tịch tịnh, viễn ly hay không viễn ly, hữu vi hay vô vi, hữu lậu hay vô lậu, sanh hay diệt, thiện hay bất thiện, có tội hay vô tội, có phiền não hay không phiền não, thế gian hay xuất thế gian, tạp nhiễm hay thanh tịnh, sanh tử hay niết bàn. Tất cả pháp này đã không có thì làm sao có khái niệm về pháp của sắc vân vân, thuộc thường vô thường cho đến khái niệm thuộc sanh tử hay niết bàn? Như vậy khái niệm đã chẳng có thì tại sao nói khái niệm về pháp của sắc vân vân, thuộc thường vô thường là Bồ Tát, cho đến thuộc sanh tử hay niết bàn là Bồ Tát? Phật dạy: lành thay thiện hiện nên biết. Như lời ông nói, pháp của sắc vân vân là thường hay vô thường vân vân, bất khả đắc. Khái niệm về pháp của sắc vân vân và khái niệm về thường hay vô thường vân vân cũng bất khả đắc. Vì pháp và khái niệm đều bất khả đắc nên các Bồ Tát cũng bất khả đắc. Vì các Bồ Tát bất khả đắc nên sự tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Này thiện hiện các đại Bồ Tát, thì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa phải siêng năng tu học nghĩa này. Lại nữa, này thiện hiện, trước đây ông đã nói không thấy có pháp để gọi là đại Bồ Tát. Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Thiện hiện nên biết, các pháp không thấy pháp giới không thấy các pháp không thấy pháp giới không thấy pháp giới. Thiện hiện nên biết, sắc giới không thấy pháp giới không thấy sắc giới. Thọ tưởng hành thức không thấy pháp giới không thấy thọ tưởng hành thức giới. Thiện hiện nên biết, nhãn giới không thấy pháp giới không thấy nhãn giới. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không thấy pháp giới không thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Sắc giới không thấy pháp giới không thấy sắc giới. Thành hương vị xúc pháp giới không thấy pháp giới không thấy thành hương vị xúc pháp giới. Nhãn thức giới không thấy pháp giới không thấy nhãn thức giới. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không thấy pháp giới không thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Thiện hiện nên biết, địa giới không thấy pháp giới không thấy địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới không thấy pháp giới không thấy thủy hỏa phong không thức giới.